ta đã hoàn thành khóa học đề cương 7 điểm phần hữu cơ lớp 12. Có một số các điểm quan trọng mà cô đã lưu ý và nhắc nhở các bạn trong bài giảng. Các bạn hãy chú ý luyện tập và làm bài tập để không bị quên kiến thức. Cô xin cảm ơn các bạn đã theo dõi khóa học và chúc các bạn thành công.